Vào chiều tối qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cẩm Lệ đã tổ chức trao 200 suất thực phẩm cho các hộ dân đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn phường Hòa An. Theo đó, 200 suất thực phẩm bao gồm gạo, rau củ quả và các nhu yếu phẩm cần thiết với tổng trị giá 60 triệu đồng đã được phường Hòa An tiếp nhận trong chiều ngày 17 tháng 7 và sẽ trao cho người dân vào ngày 18 tháng 7 để hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng gặp khó khăn đang thực hiện giãn cách trên địa bàn. Được biết, các suất thực phẩm này được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cẩm Lệ vận động từ các nhà hảo tâm để giúp đỡ, hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong đại dịch.